Sau Dương Mịch thì đến Triệu Lệ Dĩnh cũng bị tố phẫu thuật thẩm mỹ khiến mặt siêu cấp đơ. Dường như từ khi trở nên hot điên đảo thì cái tên Triệu Lệ Dĩnh luôn là tâm điểm của cư dân mạng, dù là động thái nào. Mới đây nhất, đoạn clip quảng cáo của cô và anh chàng Dương Dương được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thì đã có nhiều ý kiến chê bai hình ảnh mới của cô nàng trong đoạn clip quả là khác. Có thể thấy gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh bị đơ hơn bình thường đến khó hiểu. Nhiều bình luận cho rằng cô nàng chắc chắn đã can thiệp gì đó lên gương mặt nên khiến mặt đơ thế này, hay là cô nàng không thể mãi thanh xuân nếu kéo chút mặt bánh bao chảy xệ. Trước đó, Dương Mịch cũng từng bị tố là phẫu thuật thẩm mỹ khi đã đăng lên trang cá nhân một đoạn clip mới của mình khi quay quảng cáo cho một nhãn hiệu mỹ phẩm cao cấp nổi tiếng. Đa phần cư dân mạng cho rằng đây là hậu quả của việc các mỹ nhân mới sử dụng các chất thẩm mỹ để có làn da căng bóng, mịn màng hơn. Vậy theo bạn, Triệu Lệ Dĩnh có phải đã can thiệp dao kéo hay không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho chúng tôi được biết nhé! We'll be right back.